Rồi, xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Tôi là Vũ. Các bạn đang xem công nghệ nhà táo. Nên kể từ khi chiếc iPhone 10, 10S ra mắt, rất nhiều người phàn nàn về một số hạn chế liên quan đến Face ID. Đặc biệt là việc bạn không thể ghi lại nhiều hơn một khuôn mặt, mở khóa điện thoại của bạn được. Vì vậy, một trong kết ID bạn có thể ghi lại tối đa là 5 ngón tay để mở khóa điện thoại bằng Face ID. Bạn chỉ có thể ghi một, nhưng thực tế là bây giờ bạn có thể ghi lại nhiều hơn, và tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện trước khi tôi bắt đầu. Hãy để tôi giải thích chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Tôi sẽ đăng ký khuôn mặt của mình lần thứ hai trên điện thoại của vợ mình. Khuôn mặt đầu tiên là vợ mình đã đăng ký rồi, nó diễn ra rất là tốt. Và bây giờ tôi sẽ đăng ký khuôn mặt thứ hai của tôi để cho bạn thấy rằng nó thực sự sẽ mở khóa điện thoại của tôi được. Nhưng làm thế nào bạn có thể đăng ký khuôn mặt thứ hai? Nó rất là dễ dàng. Tất cả những gì bạn có, việc bạn cần làm là chạy iOS 12 trở xuống. Tránh làm mất thời gian nhanh của mất thời gian của bạn, mình vào cái app ha, vào App Store. Không phải, tại vì mình muốn cài thêm một cái ráp cho vợ mình nhưng mà lại cài không được, thì đó mình phải cài thêm một cái Face ID. Thì khi nó cài app thì họ yêu cầu một Face ID hoặc một cái password của Apple ID, mà mình lại không có, mình lại không nhớ ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào set, cài đặt setting. Em thấy rồi nè, thấy rồi. Sau đó đi xuống cái phần Face ID và mật mã, mình nhập cái password vô ha. Khi nhập password vô thì họ mở ra cho mình cái Face ID, một Face ID và mật mã. Bạn tiếp tục nhập vào phần thiết lập diện mạo thay thế. Ở đây bắt đầu á, bạn mới làm theo hướng dẫn ha. Cách thiết lập Face ID, đầu tiên bạn định vị khuôn mặt của bạn trong cái khung hình. Rồi ha, bạn nhấp vô mới bắt đầu. Di chuyển chậm đầu của bạn để hoàn thành theo mũi tên. Đây. Rồi. Bắt đầu tiếp theo là di chuyển theo cái hướng đi xuống, di chuyển chậm đầu của bạn để hoàn thành vòng tròn. Rồi đi theo mũi tên. Di chuyển chậm đầu hoàn tất lần web phe đi đầu tiên. Tiếp tục. Rồi tiếp tục họ yêu cầu mình lần thứ hai. Di chuyển chậm đầu, đi theo mũi tên bên tay phải nè. Di chuyển chậm đầu của bạn để hoàn thành vòng tròn. Rồi xong. Face ID hiện đã được thiết lập. Xong.
Ok, thế là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đơn giản ha.